Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về dự án farm đồng PUT, dự án DeFi có tên là PUT Protocol chạy lên nền tảng của Binance Smart Chain. Ngày hôm qua thì mình đã giới thiệu cho các bạn về cái dự án này và lúc mình giới thiệu giá của nó là 0.019 và mình cũng đưa ra cái nhận định là cái kèo này ấy, nó sẽ có thể x đôi, x ba hoặc thậm chí là hơn nữa, và đến bây giờ thì nó đã x khoảng tầm 1.6 rồi nhá. Giá trị hiện tại của nó đang là 0.031 cho một đồng token PUT nha. Ok, ở đây thì các bạn có thể tham khảo ý kiến và có thể đưa ra quyết định là có thể chốt lãi hoặc có thể các bạn để gồng lời nhá. Ok, theo như quan điểm cá nhân của mình ấy thì mình sẽ vẫn còn để tiếp tục, vì hiện tại cái nguồn tiền đổ vào ấy, cái total value slot này này đang tăng khá là nhanh. Ngày hôm qua là 3.7 triệu nhưng mà ngày hôm nay nó đã đạt được là lên tới 6.1 triệu rồi nha các bạn. Đấy, thế nên là mình quyết định mình sẽ để và giữ cái đồng token này để chờ cho nó target khoảng tầm x2 hoặc x3 thì mình sẽ chốt nha. Ok, tất nhiên thì đấy chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Tất cả mọi thứ đều không thể biết trước nhá. Biết đâu nó sẽ có thể tụt một phát xuống, cái đấy thì chúng ta không thể biết trước được. Ok. Có một số bạn comment bảo là cái sàn này không an toàn và cái sàn này scam, thì mình cũng nói luôn nhá, sàn này không scam nhá. Ở đây thì mình sẽ test thử cho bạn một chút cho bạn xem này. Đây thì mình sẽ vừa rút Harvest 76 đồng PUT về. Đây mình sẽ bán luôn nhá. Mình sẽ bán sang đồng BNB. Đây không có BNB thì mình sẽ bán sang BUSD đi. Đây mình có sẵn rồi này, mình nhấn approve put này. Sau đấy mình sẽ nhấn vào phần confirm. Ok. Thì chúng ta sẽ đợi cho nó confirm để các bạn có thể chờ lệnh và có thể swap được sang nhá. Ok. Đấy, thì các bạn mình confirm transaction rồi. Đây, sau đấy mình sẽ nhấn swap. Mình nhấn confirm swap. Mình sẽ nhận được 2.3 BUSD này. Đấy các bạn check cái view BSC scan, thì khi nào có lệnh này ở đây succeed thì các bạn sẽ swap thành công nhá. Chúng ta enter một cái đi. Mạng Binance Smart Chain thì nó chạy khá là mượt, thế nên là các bạn cũng thấy nhanh thôi. Đấy, đấy succeed rồi này, các bạn đã nhận được BUSD nhá. Đấy thì các bạn lót lại cái trang này thì các bạn sẽ thấy số dư của BUSD của bạn ở đây. Ok, đấy các bạn có thể thấy là số dư các bạn đã xuất hiện ở đây và đồng PUT mình đã bán hết nè. Như vậy là không scam nhé, hoàn toàn không scam như các bạn một số bạn nói nhé. Đấy. Tiếp theo là cái phần hôm qua mình giới thiệu là phần các bạn farm bằng pool, tức là các bạn farm đơn ấy. Thì cái phần này có một cái đặc điểm hay ấy là các bạn có thể compound. Compound là gì? Tức là các bạn farm ra được bao nhiêu các bạn có thể tái đầu tư luôn số lượng cái đồng token đấy mà các bạn không cần phải rút về. Đấy thì ví dụ các bạn farm ra 3 đồng thì các bạn compound nó luôn. Tức là các bạn sẽ cộng vào số lượng staking này luôn, không cần phải gì cả. Tức là các bạn gia tăng số lượng tài sản của bạn, hình thức này nó sẽ rất là nhanh bởi vì các bạn sẽ tái đầu tư liên tục và số lượng tốc độ khai thác của chúng ta sẽ được đẩy lên nhanh hơn, cao hơn, và hy vọng với cái giá trị nó ngày càng cao như thế này thì các bạn sẽ kiếm được tối ưu hóa được khối lượng lợi nhuận của bạn nhé. Đấy thì các bạn cân nhắc và đưa ra ý kiến quyết định của mình nhé. Đấy, ok, như vậy là mình đã update xong cho các bạn về cái dự án PUT Protocol. Hy vọng là các bạn có thể nhận được thật nhiều đồng token, có thể kiếm được thật nhiều tiền và kiếm được thật nhiều những cái dự án tốt để các bạn có thể đầu tư nhé. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn quả chuông bên cạnh để luôn được update những dự án kiếm tiền online hot nhất, mới nhất và uy tín nhất đến từ channel của Tiểu Sư Phụ. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.